Trong đoạn video được công bố trong ngày hôm nay, mùng 9 tháng 9, những thành viên nữ thuộc lực lượng lính dù Triều Tiên đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt vào lúc mặt trời lặn. Và khi màn đêm buông xuống, toàn bộ đơn vị xuất hiện trong trang phục phát sáng trong đêm và tập trung lên một chiếc trực thăng để tới địa điểm biểu diễn nhảy dù. Lễ duyệt binh kỷ niệm quốc khánh được chính thức diễn ra vào tối ngày 8 tháng 9 với sự tham gia của lực lượng quân đội chính quy cũng như các nhóm bán quân sự, dự bị và an ninh khác như lực lượng công dân, nông dân, hồng vệ binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Sự kiện cũng có sự xuất hiện của các bệ phóng tên lửa được giấu trong xe tải chở hàng và máy kéo nhằm nêu bật vai trò của dân quân là những người lính du kích trong chiến tranh. Ngoài ra, hình ảnh do KCNA cung cấp cho thấy buổi lễ còn có sự góp mặt của các đoàn mô tô và bệ phóng tên lửa chống tăng. Triều Tiên dường như không phô trương tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các loại vũ khí chiến lược khác. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un dự khán lễ duyệt binh cùng các quan chức cấp cao của Triều Tiên, song không phát biểu tại sự kiện này. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung dẫn đầu tham dự sự kiện. Phía Nga không cử phái đoàn riêng tới Bình Nhưỡng lần này, thay vào đó là đoàn văn nghệ quân đội. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều gửi thông điệp chúc mừng tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Đây là lần thứ ba trong năm nay Triều Tiên tổ chức duyệt binh. Cuộc duyệt binh gần nhất diễn ra hồi tháng 7 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng ông Kim Jong Un có thể tới Vladivostok để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới. Đài phát thanh Trung ương Triều Tiên đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng quốc khánh đến ông Kim Jong Un. Trong khi đó, Tổng thống Putin bày tỏ niềm tin rằng Triều Tiên và Nga sẽ mở rộng hợp tác song phương chiến lược trên tất cả các lĩnh vực nhằm góp phần đảm bảo an toàn, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á. Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh bất kể hoàn cảnh chính trị quốc tế và khu vực. Cuộc duyệt binh diễn ra sau khi Triều Tiên hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới có khả năng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân dưới nước. Chủ tịch Kim Jong Un cam kết sẽ tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên.